Hi hi hi. Xin chào các tình yêu, lại là mình đây. Ok, chúng tiếp tục với cái chuyện series chia sẻ về cái từ khóa keyword tâm đắc nhất trong cái bộ môn Focus on Excellence. Và từ khóa hôm nay có tên là suy nghĩ. Suy nghĩ thì là vận dụng sự hoạt động của trí óc để đưa ra những cái cách giải quyết những cái vấn đề, nghĩa như là giải quyết những cái vấn đề ấy ạ. Tức là từ một cái phán đoán ý nghĩ này đi đến một cái phán đoán ý nghĩ khác và trong đó chứa đựng những cái tri thức mới. Các bạn hiểu đơn giản rằng là cái việc chúng ta suy nghĩ là cái lối tư duy, và hầu hết hiện nay chúng ta không có tư duy hay là tư duy kém, bởi vì nó khi mà gặp một cái trường hợp cụ thể, gặp một cái vấn đề chúng ta không biết cách giải quyết, không biết nguyên nhân, không biết kết quả, không biết cách giải quyết nó, có thể xử lý được nó, thế thì chúng ta cần phải làm gì? Phải cần clear được một cái lối tư duy bằng cách xây dựng lên cho mình những cái kiến thức cụ thể và chắc chắn, tức là sự wisdom về bất kỳ khái niệm nào, bất kỳ khái niệm nào. Và nếu như chúng ta không có một cái lối tư duy chuẩn ấy, thì cái suy nghĩ này sẽ được hiểu rằng là sẽ được chuyển biến sang một cái lối tư duy khác, được gọi là suy diễn đấy, hay là bị chúng ta bị lão bộ đánh lừa ấy ạ. Đấy, cho nên chúng ta cần phải xây dựng được những cái trung khu thần kinh cụ thể, rõ ràng, chắc chắn bằng cách truy tận vấn đề, tìm hiểu và phân tích nó, bóc tách nó, đào sâu, mở rộng để nó có những cái kiến thức chuẩn, rõ ràng, mạch lạc nhất. Ok,